Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thời gian qua, kinh doanh trực tuyến đang trở thành xu hướng của phần lớn các doanh nghiệp nông nghiệp. Tuy nhiên, không giống như nhiều người nghĩ, việc này sẽ góp phần thúc đẩy cung cầu của thị trường nông sản. Thực tế, rất nhiều đơn vị gặp khó khăn khi mà chuyển đổi số, chủ yếu là vì thói quen tiêu thụ của người dân. Số liệu thống kê cho thấy, từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, đa số các cửa hàng nông sản đều rất vắng khách, ngay cả trong những giờ cao điểm. Trước thực trạng này, các doanh nghiệp nông nghiệp Đà Nẵng đã nhanh chóng chuyển đổi số, đưa hình thức kinh doanh sang trực tuyến để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, người tiêu thụ cũng rất cân nhắc khi mua sắm thực phẩm trực tuyến, nhất là các sản phẩm tươi sống, vì lo ngại về nguồn gốc xuất xứ và an toàn phòng chống dịch bệnh. Đối với mình thì khi mà mình mua sắm thực phẩm trực tuyến thì mình luôn có những sự cân nhắc. Thì nếu những cái nguồn thực phẩm đảm bảo an toàn và những cái cửa hàng mà mình đã biết trước ấy, thì mình khi mà mình đã cảm thấy là nó chắc chắn là tốt thì mình sẽ nhập những thực phẩm đó. Nhưng trong cái thời gian Covid này thì mình hạn chế những cái thực phẩm nhập ngoài vì mình rất là khó để kiểm soát được có dịch bệnh có lây truyền qua cái thực phẩm không, nhất là thực phẩm đông lạnh ấy. Thì mình thường tìm đến những cái cửa hàng về địa phương, nhất là ở trong các cái tỉnh thành của miền Trung đây. Nắm bắt tâm lý của người tiêu thụ, một số doanh nghiệp khi chuyển đổi số đều tổ chức kế hoạch kinh doanh bài bản để bắt kịp thị hiếu của người dân. Trong đó, hỗ trợ tư vấn và chăm sóc khách hàng là khâu được rất nhiều các đơn vị quan tâm và đầu tư. Vì chỉ khi có kết nối tốt thì mới tạo được niềm tin nơi người tiêu thụ, kinh doanh trực tuyến cũng sẽ thuận lợi hơn. Khách sẽ nhận qua bán vé xong bọn em nhận đơn. Và sau đó thì nếu mà thiếu hàng thì bên em sẽ chủ động gọi cho khách để bảo và tư vấn qua món hàng khác. Xong sau đó thì đã thu ngân ra đơn và cho đi ship. Ship để rồi thì tụi em sẽ kiểm tra lại là khách đã nhận được hàng hay chưa và hàng đó như thế nào. Và nếu không được tụi thì tụi em sẽ cải thiện. Còn đối với vấn đề nguồn gốc xuất xứ, đây sẽ là một bài toán khó và cần thời gian dài để gây dựng niềm tin của người tiêu thụ trước khi các doanh nghiệp thực sự chuyển đổi số thành công. Bởi mặc dù các cửa hàng nông sản tại Đà Nẵng liên kết rất nhiều với các đơn vị sản xuất địa phương, nhưng sản lượng tiêu thụ vẫn rất chậm. Nông sản tồn đọng chỉ tính riêng từ sau Tết đến nay đã gấp 3 đến 4 lần so với lượng tiêu thụ. Nguyên do là thị trường Đà Nẵng không chuộng các loại nông sản được sản xuất tại địa phương. Tồn đọng vừa rồi là tồn đọng rất nhiều, nhưng mà nông dân buộc phải là giải bỏ rãm cũng đổ hết. Rồi quơi xuống rồi chăm lại cho các cây khác. Cái số lượng đó rất nhiều, sau đó bãi là vùng rau là hưởng này là nhiều lắm. Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, phần lớn nguồn cung thực phẩm sẽ đến từ các đơn vị sản xuất tại chỗ. Vì vậy, để kinh doanh trực tuyến thực sự hiệu quả, bên cạnh việc xây dựng hình thức quản lý bài bản, thì quảng bá thương hiệu là rất cần thiết, đặc biệt với các sản phẩm địa phương. Việc này sẽ đòi hỏi nhiều thời gian và cần sự hỗ trợ kịp thời từ ngành nông nghiệp Đà Nẵng thời gian đến.